tìm trứng sống qua ngày. Ồ, ông đã về đó ạ? À? Hôm nay ông kiếm được nhiều không? Miền đó hả cháu? Hôm nay trở trời, cá tôm đi đâu hết ấy. Suốt cả buổi mà ông chả bắt được con nào. Bữa nay cơm với rau luộc vậy. Ăn thế thì khó nuốt lắm ông ạ. Không sao, ông quen rồi. Thôi, cháu chăn vịt nhé. Ông đi xem có cái gì khác không. Vâng, cháu chào ông. Ồ, thì ra ông cụ tìm trứng vịt đã rơi. Thế là ông khỏi phải ăn cơm với rau rồi. Hôm nay ông cụ đâu rồi nhỉ? À, kia rồi. Tội nghiệp, ông cụ suốt ngày cặm cụi bắt cá, bắt tôm, nhưng làm sao nhanh bằng vịt chứ? Chúng cướp hết của ông rồi. Hôm nào may nhặt được trứng vịt đẻ rơi thì mới có bữa ăn ngon. Một ngày vịt nhà mình đẻ cả 100 quả. À, phải rồi, hay mình đem biếu ông cụ mấy quả trứng vịt nhỉ? Ai đấy? Cháu Miên đây ông ơi. Nhà cháu biếu ông ít trứng để ăn dần ông ạ. Ồ, cảm ơn cháu. Nhưng cháu cầm về đi, ông không nhận đâu. Ông còn khỏe, còn tự kiếm được thức ăn. Ông không muốn dựa dẫm vào người khác. Nhà cháu nhiều lắm, ông cứ cầm lấy đi. Ông không nhận đâu. Ông nói rồi mà. Cháu ngoan lắm, ông cảm ơn. Nhưng ông không thể nhận thế này được. Mang về cất đi nhé. Ông tự kiếm được mà. Ông cụ nhất mực không nhận. Ông suốt ngày hì hụi tìm kiếm cái ăn. Không kiếm được thì ăn rau với mắm thôi. À ha, đây rồi. Miên ơi! Miên ơi! Ra đây ông bảo! Có việc gì thế ông? Hôm nay ông có chuyện gì vui à? Ồ! Cả một rổ trứng! Ông nhặt được nhiều thế này cơ á! Ông vui quá! Nhưng cháu cất rổ trứng này đi nhé! Sao? Sao ông lại bảo cháu cất đi ạ? À? Ông nhặt được kia mà! Ông mang về mà ăn dần! Cháu thật ngốc nghếch, đáng yêu! Chẳng có con vịt nào mà sáng nào cũng đẻ rơi đúng mấy gốc rạ cũ cả. Ôi, ông biết hết rồi ạ. À? Cháu thấy ông không có gì ăn, toàn phải ăn cơm với rau. Nhà cháu ăn cơm có thịt có cá, mà nhiều lúc còn không thấy ngon miệng. Huống chi ông... Cháu à, nhiều khi không cần phải sống sung túc, đầy đủ mới là hạnh phúc. Chỉ cần có những niềm vui thì cuộc sống đã có ý nghĩa lắm rồi. Những niềm vui sao ông? Đúng vậy. Như ông đây, dù có thiếu thốn nhưng ông rất vui. Ông vui vì có cháu tốt bụng, biết quan tâm đến ông. Ông vui vì ông còn sức khỏe, còn tự lo cho mình được. Không niềm vui nào to lớn bằng việc không phải sống dựa vào người khác đâu cháu ạ. À.
lời nguyền trong quẻ. Ôi cha, 10 năm rồi mà cảnh vật cũng chẳng thay đổi gì hết. Dành thật, mới đó mà đã tròn 10 năm xa khách quê hương rồi. Vì cảnh nghèo khó mà phải bỏ thứ đi kiếm sống. Bây giờ xem như cũng có chút vốn liếng rồi, mình vẫn muốn trở về quê mà thôi. Ai trông như anh Kuma thì phải. Khatun, Kuma. Là anh thật sao? Anh đi đâu thế này? Còn đi đâu nữa? Tất nhiên là trở về nhà rồi. Anh thì sao? Tôi cũng vậy. Bây giờ tôi về quê sinh sống luôn đó, không đi đâu nữa. Anh còn nhớ không, 10 năm trước chúng ta cùng nhau ra đi, cũng ngay tại ngã ba mà chúng ta đang đứng đây. Chúng ta lại gặp nhau tại chính ngã ba này sau 10 năm trời quê hương đi làm ăn xa. Thật là trùng hợp. Thật bất ngờ và vui quá. Anh làm ăn thế nào? Cũng gọi là vừa đủ để trở về quê hương sinh sống. Thế còn anh, trông như cũng khá khẩm lắm thì phải. Thì cũng như anh, cũng gọi là có chút vốn để làm ăn, có vậy mới tự tin để trở về chứ. 10 năm trước chúng ta cùng ra đi tay trắng, lần này lại tình cờ trở về cùng nhau thế này, thật là tôi mừng lắm. Lần này về tôi định là cưới vợ sinh con, xây nhà và làm ăn luôn ở quê. Anh thì sao? Tôi cũng vậy. Tôi tính đợt này về mua thêm vài thứ ruộng, nuôi cá, trồng cây, chả gì bằng quê mình cả. Trời cũng sắp tối rồi, càng về muộn càng lạnh hơn. Hay chúng ta vào đây nghỉ tạm qua đêm đi. Cũng được, có vẻ đây là ngôi nhà hoang, không quay ở thì phải. Chà chà, lạnh quá, phải kiếm thứ gì lót lưng nằm, không thì chết cống mất. Mai có tấm chiếu trúc này, nằm lót lưng cho đỡ lạnh rồi. Đi cả ngày mỏi nhừ hết cả người, được ngã lưng xuống thoải mái hẳn. Đã thật. Có chuyện gì thế? Các ngươi lại, sao lại dám vào đây? Thật to gan, không chỉ tự ý vào nhà mà còn nằm trên những tấm quẻ của ta. Đúng là không biết trời cao đất dày. Kìa là quỷ đang nói chuyện với chúng ta hay sao? Chúng tôi đang trên đường về quê vì quá mệt mà tá túc lại đây một đêm. Vốn tưởng đây là nhà hoang nên mới nằm lên tấm chiếu cho đỡ lạnh mà thôi. Nếu ngài cần thì hãy nhận lại tấm chiếu này, chúng tôi không dám nữa. Kẻ nào dám mạo phạm nhà đạp nằm lên những tấm quẻ này của ta sẽ bị lời nguyền gieo rắc không thể thoát được. Lời nguyền ư? Các người nghe cho rõ đây, các người chỉ có thể sống được 6 tháng nữa thôi. Đúng hết 6 tháng ta sẽ đến để lấy mạng các ngươi. Sao cơ? Chúng tôi chỉ nằm lên một tấm chiếu để không thôi mà, tại sao lại lấy mạng chúng tôi cơ chứ? Người vẫn chưa hiểu gì sao? Hỏi hay kẻ ngu ngốc. Các người có biết đây vốn là những tấm quẻ đã được yểm bùa chú của ta, vậy mà các người lại dám xem nó là chiếu và nằm lên đó hay sao? Đến bây giờ các người đã hiểu ra tội lỗi của mình chưa? Hãy quay về mà chuẩn bị chờ chết đi. Hả? Nghĩa là sao hả Kuma? Hóa ra chiếc chiếu kia được kết từ những tấm quẻ mang lời nguyền sao? Xin ngài hãy tha mạng cho chúng tôi đi. Xin ngài hãy tha mạng cho chúng tôi ạ. Lời nguyền chắc chắn thành hiện thực, không thể thay đổi số mệnh được. Kamu à, anh có nghe gì không? Hắn ta nói rằng sẽ lấy mạng tôi và anh đó. Phải làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta phải chờ chết thật sao? Trời ơi, tôi còn chưa kịp làm gì, đi làm ăn xa tích cóp được chút đỉnh, chỉ mong ngày trở về quê sinh sống đoàn tụ với gia đình, hưởng những ngày sống vui vẻ. Nào ngờ con quỷ kia thật đáng sợ. Không được, mình không thể dễ dàng chấp nhận như vậy được. Sẽ không ai có thể lấy đi mạng sống của mình hết. Buôn bán ư, làm giàu ư? Người sắp phải chết như vậy thì nghĩ tới chuyện cố gắng làm gì nữa cơ chứ? Số phận của mày chỉ đến đây mà thôi, bây giờ còn biết làm gì ngoài việc về nhà chờ chết cơ chứ? Cuộc đời mày sẽ kết thúc ư? Mọi thứ sẽ chấm hết. Các người nghe cho rõ đây, các người chỉ có thể sống được 6 tháng nữa thôi. Đúng hết 6 tháng ta sẽ đến lấy mạng các ngươi. Không lẽ cuộc đời ta phải chấm dứt thế này sao? Không biết tại sao từ lúc trở về, nhà em cứ bần thần cả ngày à, không thiết ăn uống gì cả. Cứ thế này rồi không còn sức mất thôi. Em gặng hỏi mãi mà anh ấy không có nói gì,
suốt ngày chỉ có lẩm bẩm mấy câu chấm hết rồi. Trời ơi, em lo quá, muốn đưa anh ấy đi chữa bệnh xem sao, nhưng mà anh ấy nhất quyết không chịu ra khỏi nhà nửa bước. Thời điểm đã đến, đi thôi nào. Trời ơi, ngài đến thật rồi, phải đi thật sao? Đúng vậy, trong bộ dạng của người thế kia, lẽ ra phải đi từ lâu rồi. Ngài không thể tha cho tôi được sao? Chẳng phải người đã sẵn sàng cho việc này rồi hay sao? Ta thấy rằng, sau tháng này, người chỉ rầu rĩ nằm trong nhà chờ chết mà thôi. Ngài định làm gì thế? Ta xem người bạn của người ở đâu, để còn đến đưa anh ta đi cùng luôn. Người có muốn đi với ta một chuyến cuối cùng này không? Trời ơi, Camu, người bạn cũng bị lời nguyền giống tôi. Vậy là từ nay các con đã có ngôi nhà chung của mình rồi nha. Không phải chịu cảnh lang thang cơ nhỡ nữa. Cũng bày bà số tiền ta tích góp cũng đủ để xây được ngôi nhà này. Ta sẽ mua thêm lương thực cho mọi người. Các con nhớ là phải ngoan nha. Mọi chuyện đã có ta lo liệu rồi. Camu ơi, cậu thật tốt bụng. Nhưng số tiền này là tiền cậu vất vả bao nhiêu năm mới kiếm ra được. Vậy mà cậu dễ dàng cho chúng tôi như vậy ư? Cậu không cảm thấy thiệt thòi hay sao? Tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Khi không còn trên đời thì nhiều tiền cũng chẳng có ích gì nữa. Vì vậy tôi muốn khi còn sống sẽ làm được chuyện gì đó để giúp đỡ lũ trẻ đáng thương này. Bà con, những ai chưa kịp dựng lại nhà sau trận lũ vừa qua thì xin cứ vào ngôi nhà chung này ở cùng các con và tôi. Những lúc khó khăn thế này, chúng ta hãy nương tựa vào nhau thì hơn. Anh lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Cả làm biết ơn anh nhiều lắm, Camu à. Biết số mệnh đã định rồi, mà anh ấy vẫn vui tươi và làm được nhiều việc như thế này hay sao? Vui tươi thì sao chứ, cuối cùng thì hắn vẫn sẽ phải chết mà thôi. Nhưng trong anh ấy chẳng có dáng vẻ gì của người sắp chết hết. Nhìn anh ấy sống thật hạnh phúc. Dù gì thì các ngươi vẫn không thể cưỡng được số mệnh đã ấn định đâu. Thời điểm đã đến, ta sẽ bắt tên Camu đó đi ngay bây giờ luôn. Camu, con đường anh góp phần lớn công sức đã sắp hoàn thành. Chỉ ngày mai thôi là bà con có thể đi lại thuận lợi rồi. Camu ơi, cả cánh đồng ruộng mà anh giúp mọi người gieo giống nữa, chẳng mấy chốc mà đã đến mùa bội thu rồi. Ngày mai anh hãy cùng chúng tôi đến xem nha. Vậy là năm nay cả làng không sợ chết đói nữa rồi. Vui quá Camu ơi. Sao lũ người này cứ đến tìm tên Camu này thế nhỉ? Lẽ nào cả làng này chỉ có mình hắn thôi sao? Anh ta quá bận rộn, lúc nào cũng đông người vây quanh thế này, thật khó để bắt được linh hồn anh ta. Ta phải cải trang mới được. Này Camu, cậu có biết đã đến lúc phải đi rồi không? Dạ, đi đâu thưa ông? Vậy ra cậu không còn nhớ gì đến lời nguyền của những tấm quẻ kết thành chiếc chiếu ở ngoài nhà hoang nữa sao? Ta nghe nói rằng người bạn của ngươi đã đi trước một bước rồi đấy. Chẳng phải ngươi nên đi cùng anh ta hay sao? Đúng là tôi không còn nhớ đến điều đó nữa. Nhưng sao cụ lại biết điều đó chứ? Nếu người đã quên, vậy thì ta sẽ nhắc cho người nhớ lại. Hả? Người nghĩ là người trong quẻ là lời đùa giỡn hay sao mà đã quên rồi? Ta thấy thời gian qua người sống rất vui vẻ. Người đúng là kẻ không biết sợ. Người nghĩ rằng ta không thể khiến người chết đấy à? Tôi đã rất lo lắng về lời nguyền, nhưng rồi cứ bị cuốn dần theo dòng chảy cuộc sống, nên tôi không còn nhớ đến lời nguyền trong tấm quẻ nữa. Sau khi trở về, tôi nghĩ sớm muộn cuộc đời mình sẽ kết thúc, chi bằng sẽ giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Hết xây cầu rồi đến xây ngôi nhà chung cho lũ trẻ, lại quyên góp. Tôi đã chẳng còn thời gian nghĩ đến lời nguyền xưa. Nhưng nếu như đã đến thời điểm rồi, thì ngài cứ việc bắt tôi đi đi. Vì dù sao, tôi cũng đã sống hết mình với những việc tôi muốn làm, và đã kịp làm được chút ít điều gì đó ý nghĩa cho cuộc đời rồi. Thật ngốc nghếch, chẳng phải sớm muộn gì người cũng sẽ chết hay sao? Vậy ngươi làm những điều đó có ý nghĩa gì chứ? Nếu là ta thì ta sẽ dùng số tiền đó để hưởng thụ những ngày còn lại. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Đối với tôi, tiền bạc tuy quan trọng nhưng không phải là tất cả. Có thể làm được điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời mới là điều hạnh phúc hơn cả. Ngài nhìn xem, nhìn khuôn mặt của lũ trẻ trong thật hạnh phúc. Tôi bản nguyện vì điều đó. Bây giờ dù có phải chết thì tôi cũng không cảm thấy nuối tiếc điều gì đâu. Không nói nhiều nữa, người phải đi cùng ta rồi. Số trời đã định, người sẽ phải chết vì dám mạo phạm những tấm quẻ của ta. Không lẽ hắn mạnh đến mức phá tan cả lời nguyền số mệnh ư? Khá khen rồi ngươi,
Số phận của mỗi người đã được vận mệnh định đoạt và bản thân họ không thể nào vượt qua được. Nhưng cứ sống lạc quan, không lo lắng về những điều không biết trong tương lai, sống biết sẻ chia và giúp đỡ người khác thì chẳng có gì phải sợ khi nghĩ về cái chết, rồi cuối cùng sẽ vượt qua khó khăn lúc nào không hay. Vậy xin ngài hãy tha cho tôi, hãy cho tôi con đường sống đi. Ngươi tưởng ta nắm giữ vận mệnh của ngươi sao? Chẳng phải tôi đã mạo phạm vào lời nguyền của ngài đấy ư? Ngài đã định sẵn vận mệnh tôi rồi còn gì. Đúng là ngươi đã phạm phải lời nguyền của ta, nhưng vận mệnh của ngươi phải do chính ngươi nắm giữ, chứ không phải là ta. Ngươi xem đi, người bạn của ngươi đã dùng sức mạnh của chính mình để phá bỏ lời nguyền và thay đổi được số mệnh của anh ta đấy thôi. Ôi, giá như tôi nghĩ được như anh Kuma thì có lẽ số phận của tôi đã khác. Chính tôi là người đã không trân trọng khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình. Trời ơi, phải là tôi đã bỏ phí những ngày quý giá của cuộc đời mình, đã để trôi tuột mất cuộc sống của chính mình rồi. Hai thằng gù. Ngày xưa, ở Edinburgh có hai chàng trai sống cạnh nhà nhau và có chung một nỗi bất hạnh là sinh ra đã bị gù. Một người tên là Jock, còn người kia là Braham. Jock là chàng trai vui tính, tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người nên chàng được nhiều người yêu mến. Ngược lại, Braham là chàng trai thô lỗ, tham lam, ích kỷ. Tuy vậy, nhưng hai chàng gù vẫn là bạn hàng xóm của nhau. Mỗi người đều có một đàn bò béo tốt mà cha mẹ đã để lại. Hàng ngày, họ rủ nhau lùa bò ra đồng chăn dắt cho đến khi hoàng hôn xuống mới trở về nhà. Braham! Braham ơi! Trời sáng rồi, chúng ta đi chăn bò thôi nào. Hôm qua tôi vừa nghe lõm được ở phía sau núi, có một cánh đồng cỏ mới tươi non lắm. Hôm nay chúng ta thử dắt bò qua đó xem sao. Dốc đấy ạ. Hôm nay chắc tôi không đi được rồi. Hẹn cậu vài hôm nữa nha. Sao thế? Sao lại không đi được? Anh bị ốm hay đau ở đâu? Đã thuốc thang gì chưa? Có cần tôi đưa anh đi khám không? Tôi không sao đâu. Chỉ là hôm qua trên đường dắt bò về, tôi giẫm phải chiếc gai nên giờ chân sưng tấy lên không đi được. Tôi có bôi thuốc rồi, chắc là mấy hôm sẽ lành thôi. Hôm nay anh dắt bò đi chăn giúp tôi được không? Được rồi, tôi sẽ chăn giúp anh. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi nha. Nhưng mà cũng phải chú ý, nếu như có vấn đề gì thì phải đi khám ngay. Chứ anh cứ chủ quan không khéo, bị nhiễm trùng thì khổ. Hỡi đàn bò thân yêu, ăn cỏ cho nó đi nha. Qua đi mọi chuyện rủi ro, bạn ta khỏi bệnh công ơn quản gì. Mình cần tiếp chút mau đào, tìm mãi chẳng thấy người nào quanh ta. Ủa, tiếng hát ở đâu vậy ta? Nghe như là của một cụ già. Lời hát sao mà não nề quá. Bao năm sông chết có nhau, chân trời giống bể buồn vui đã từng. Dạ chào cụ, cụ hát bài gì mà lạ quá vậy? Chẳng giấu gì cậu, ta đang buồn vì bạn ta mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, không cách nào chữa được, nên mới tự hát ra những lời đó, như những lời than trách cho số phận hẩm hiu mà ông trời dành cho bạn ta. Bạn của cụ mắc bệnh gì vậy? Sao lại không chữa được hả? Ông bạn của ta tự nhiên bị mất mau. Ta đi tìm khắp nơi, không có thứ thuốc nào chữa. Chỉ có một thứ duy nhất có thể cứu được, đó là máu người. Máu người hả? Đúng vậy, chỉ cần được uống một ít máu tươi của người là bạn ta sẽ khỏe lại. Nhưng mà đã đi cầu cứu khắp nơi, không có ai chịu giúp hết. Ta thì già cả ốm yếu rồi, không đủ sức để cho máu nữa. Cụ dẫn cháu tới gặp bạn của cụ đi, nếu giúp được á, cháu sẽ giúp. Ôi, cháu nói thật ư? Nhưng mà nhìn cháu có vẻ ốm yếu như vậy, liệu có chuyện gì xảy ra khi cháu cho máu không? Không sao đâu ạ, cụ cứ yên tâm, trông cháu như vậy chứ khỏe lắm. Cảm ơn cháu nhiều lắm, chàng trai tốt bụng, chúng ta đi nào. Đây, cháu vào đây, bạn ta đang nằm trong này. Từ ngày bắt bệnh,
ông ấy đã phải bán hết nhà cửa vườn tược để chữa trị. Nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh, không còn chốn nương thân, nên ông ấy phải vào tận đây để sống nốt mấy ngày cuối đời đó. Vừa bước vào hang, nhìn thấy ông cụ gầy gò, da dẻ tái xanh như tàu lá, nằm thoi thóp trên tảng đá, Dốc động lòng trắc ẩn. Thật là tội nghiệp quá. Trước đây cháu cứ nghĩ những người tàn tật như chúng cháu đã bất hạnh lắm rồi. Thật không ngờ có những hoàn cảnh còn đáng thương hơn thế này. Ước gì cháu có thể biết cụ sớm hơn thì có lẽ cụ sẽ không khổ sở thế này rồi. Đây, cụ hãy lấy máu của cháu đi, để cứu sống cho bạn của cụ. Bao nhiêu cũng được, miễn là cháu giúp được cụ. Cảm ơn cháu, cháu tốt quá. Nhưng ta sẽ không lấy nhiều đâu, chỉ cần một ít máu của cháu thôi. Quả nhiên, nhờ có chút máu tươi của Dốc nên chỉ một lát sau, ông cụ đã tỉnh lại và dần dần bình phục trong sự ngạc nhiên và hạnh phúc của chàng. Tuyệt quá đi, cụ ấy đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Thật không ngờ một người tàn tật như cháu lại có ngày cứu sống được một mạng người thế này. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ chúng ta. Bây giờ, cháu muốn cái gì, chúng ta sẽ đền đáp cho cháu. Vàng bạc châu bao hay quyền cao chức trọng, cháu cứ nói. Cảm ơn hai cụ, nhưng giúp được hai cụ là niềm hạnh phúc lớn nhất với cháu rồi. Nên hai cụ không phải nghĩ tới chuyện ơn huệ đâu ạ. Với lại, cháu không mong có vàng bạc châu báu, bởi đó không phải thứ do chính mình tạo ra. Cũng chẳng ham quyền cao chức trọng, vì cháu không muốn phải rời xa quê hương, và nhất là thằng bạn gù ra ham của cháu. Đời cháu chỉ ước có một điều là không bị gù nữa thôi ạ. Nhưng chắc là không được, có lẽ cháu phải sống với nó suốt đời thôi. Chuyện đó thì quá đơn giản. Cháu hãy cởi áo ra và nhắm mắt lại. Dạ, cởi áo ra hả? Vừa dứt lời, hai cụ liền dội thứ nước gì đó lên lưng chàng Dốc và lấy tay xoa mạnh vào chiếc bú trên lưng của chàng. Trong nháy mắt, Dốc bỗng thấy lưng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Chàng biết là mình đã hết gù. Tuyệt quá đi, cái bú của cháu đã biến mất rồi. Cháu cứ ngỡ nó sẽ theo cháu suốt đời, vậy mà nó đã biến mất rồi. Cháu hết gù rồi, cháu hết gù rồi hai cụ ơi. Cảm ơn hai cụ. Hai cụ đâu rồi? Chuyện gì đang xảy ra với ta thế này? Chẳng là họ không phải... kia là... Chàng trai, cháu hãy nhận lấy số vàng đó, vì cháu là người xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc. Mong rằng với số vàng đó, cuộc sống của cháu sẽ bớt khó khăn hơn. Trời, nhiều vàng quá vậy? Cảm ơn hai cụ nhiều lắm ạ. Suốt đời này, chắc chắn cháu sẽ không quên ơn hai cụ đã dành cho cháu ngày hôm nay. Nhất định cháu sẽ dùng số vàng này vào những việc có ích ạ. Tôi có nghe nhầm không vậy? Tại sao anh có thể hết gù được vậy? Thật không thể tin được, anh đã khỏi gù còn được tặng rất nhiều vàng bạc châu báu nữa. Đúng là gặp may mà. Biết thế hôm qua tôi đi chăn bò cùng anh rồi. Anh cứ khéo đùa, chân anh đang đau nhức như vậy thì làm sao mà đi được chứ. Với lại lúc đầu tôi cũng đâu có biết là họ trả ơn mình hậu hĩnh như vậy đâu. Ông trời nói quả không sai, đúng là ở hiền thì gặp lành mà. Tại sao hắn ta luôn may mắn hơn mình chứ? Không được, mình không thể thua kém hắn được. Ngày mai nhất định mình phải đi chăn bò để tìm được hai cụ già đó mới được. Thế là mặc dù chân vẫn còn nhức nhối, nhưng sáng sớm hôm sau, Raham vẫn cố dậy sớm để lùa đàn bò của mình ra đồng cỏ, hy vọng sẽ được gặp hai cụ già cần chữa bệnh và tặng cho anh nhiều vàng bạc cùng quyền cao chức trọng. Hôm nay nhất định mình phải gặp được hai cụ già đó. Thằng Dốc vậy mà may ghê á. Qua bao vực thẳm núi cao, chân bạn gãy nát suốt ngày kêu rên. Có tiếng hát. Nhưng sao không giống bài hát mà thằng Dốc nó nói ta? Không biết có phải lão già hôm trước không nữa. Thôi kệ, cứ lại đó còn sao. Này cụ vừa hát cái gì đấy? Đó có phải lời kêu cứu của cụ không? Liệu cháu có thể giúp gì được cho cụ không ạ? Bạn của ta bị ngã núi, một chân ngọc bay dập nát, muốn khỏi bệnh phải uống thuốc mà phải nấu từ lá cây thảo tiên ở cuộc trình đỉnh núi kia kìa. Thân ta thì già cả, không thể leo nổi. Liệu cậu có thể leo lên đó hay giúp ta được không? Vậy
lên cuốc trên ngọn núi cao kia hả? Cái lão già mới kỳ quặc làm sao. Tôi tưởng lão chỉ cần một ít máu tươi, chứ còn lên quả núi cao chót vót kia để lấy lá thuốc về cho lão ư? Xin lỗi, quên đi. Lưng đã gù, bây giờ chẳng may vì lão mà chân hỏng nữa, thì ta còn gì nữa chứ? Đúng vậy, chúng ta đã ở đây suốt 3 ngày rồi mà chưa tìm được người giúp. Cậu làm ơn, bạn ta đau lắm rồi. Ông điên hả? Núi cao như vậy leo làm sao mà được? Bò lên đó xong chắc 2 chân tôi rụng luôn quá. Thôi thôi, không leo, không leo đâu. Tôi xin cậu mà, hãy giúp bạn tôi đi. Nếu không được chữa cái chân dập nát đó, ông ấy sẽ chết mất. Cậu hãy giúp chúng tôi đi, trông cậu khỏe mạnh như vậy mà. Tôi đã nói là không rồi mà. Ông đi tìm người khác giúp đi, đừng có làm phiền tôi. Đi đi. Ai da. Vậy là không gặp được lão già hôm qua mà thằng dốc gặp rồi. Đúng là xui xẻo mà. Nè chàng trai, cậu không giúp tôi cũng được thôi, nhưng vừa nãy tôi thấy cậu chủ động đến tìm tôi, chắc là có chuyện gì cần hỏi đúng không? Sao giờ lại bỏ đi vậy? Bởi vậy tôi tưởng ông là người tôi cần tìm, nhưng xem ra tôi nhầm rồi, ông chắc chắn không phải người đó. Anh cần tìm ai? Biết đâu tôi có thể giúp được. Tôi cần tìm người chữa khỏi cái bệnh gù khốn khiếp này nè, còn cho tôi vàng bạc châu báu nhiều hơn gấp 100 lần cái thằng dốc kia kìa. Tôi còn muốn quyền cao chức trọng để thoát khỏi cái vùng quê nghèo nàn này nữa. Đó, nhiều đó đó, ông có giúp được không mà hỏi. Thì ra là như vậy à, tôi hiểu rồi. Hiểu cái gì mà hiểu? Không về mà lo cho người bạn què của lão đi, đừng có mà lải nhải mong tôi đổi ý. Người đúng là một kẻ đúng mặt và tham lam. Người đã nhân công không cứu giúp những người khốn khổ mà lại còn đòi hỏi những điều kia sao? Ta không những không chữa cho người khỏi gù mà còn bắt người còn gù hơn thế nữa. Ây da! Hãy sống cuộc đời còn lại với 2 cục bú trên lưng đi. Không, trời ơi, lưng con tại sao lại như vậy? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!